Nhật Bản xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona mới từ Trung Quốc. Hôm thứ Năm ngày 15 tháng 1, Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận kết quả xét nghiệm cho thấy một người đàn ông nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi lạ ở thành phố Vũ Hán sau khi trở về từ Trung Quốc. Bộ Y tế Nhật Bản cho hay người đàn ông nói trên trong độ tuổi 30, sống ở tỉnh Kanagawa, gần Tokyo. Người này trở về Nhật vào ngày 6 tháng 1 sau khi đi du lịch tới thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona, bệnh nhân đã nhập viện vào ngày 10 tháng 1 và đã ra viện vào ngày 14 tháng 1 sau khi sức khỏe phục hồi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo, loại virus mới này có thể lây lan và đã khuyến cáo các bệnh viện trên toàn thế giới. Chủng virus corona lần đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán, sau khi bùng phát dịch viêm phổi ở thành phố này với hàng chục người nhiễm dịch, chủ yếu tập trung tại một khu chợ hải sản. Hiện tại, thành phố Vũ Hán có 41 người bị chẩn đoán nhiễm virus corona, trong đó có một người đã tử vong. Nhóm virus corona thường được tìm thấy ở chim và các loại động vật có vú, các chủng virus giống nhau về hình thái và cấu trúc hóa học. Các biểu hiện lâm sàng của loại bệnh này chủ yếu là sốt, một số ít trường hợp khó thở, chụp X-quang ngực cho thấy tổn thương xâm lấn cả hai phổi. Nghiên cứu về loại virus corona mới này đã loại trừ một số khả năng, theo đó đây không phải thể virus đường hô hấp giống như cúm, cúm gia cầm, virus adeno, hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS, hội chứng hô hấp Trung Đông MERS. Trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên bên ngoài Trung Quốc đã được ghi nhận ở Thái Lan. Bệnh nhân là một phụ nữ Trung Quốc 61 tuổi, đến từ thành phố Vũ Hán, đi du lịch Thái Lan. Ngày 8 tháng 1, người phụ nữ này ngồi máy bay đi từ Vũ Hán đến Bangkok, Thái Lan. Ở sân bay được kiểm tra và phát hiện sốt cao, nghi là triệu chứng bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân tại Vũ Hán. Sau đó bà đã được đưa đến bệnh viện ở Bangkok. Đến ngày 12 tháng 1, bà được chẩn đoán xác nhận lây nhiễm virus corona mới. Tờ Vision Times đưa tin, tính đến ngày 13 tháng 1, Hồng Kông đã phát hiện 68 trường hợp nghi ngờ. Tại Macau tính đến ngày 7 tháng 1 có 8 trường hợp nghi ngờ. Đài Loan đến ngày 5 tháng 1 có 8 chuyến bay trực tiếp từ Vũ Hán nhập cảnh vào Đài Loan với tổng cộng 747 hành khách và thành viên tổ bay. Hàn Quốc vào ngày 8 tháng 1 đã thông báo có trường hợp đầu tiên bị nghi mắc viêm phổi lạ. Bệnh nhân là một phụ nữ Trung Quốc. Bộ Y tế Singapore thông báo một bé gái 3 tuổi từng đến thăm Vũ Hán bị nghi mắc viêm phổi lạ. Giai đoạn cao điểm du lịch dịp Tết Nguyên đán đang đến gần. Hiện nhân viên y tế trên toàn châu Á đã dự trữ đồ bảo hộ, chuẩn bị giường cách ly và thậm chí sẵn sàng lên tàu để sàng lọc hành khách nhiễm virus corona. Dự tính sẽ có khoảng 800.000 du khách Trung Quốc sẽ đến Thái Lan trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Bộ Y tế Công cộng đã tăng cường giám sát tại 4 sân bay Thái Lan có các chuyến bay hàng ngày đến từ Vũ Hán. Indonesia cũng đã tăng cường kiểm tra sức khỏe của khách du lịch nội địa tại các sân bay và cảng biển. Trong đó, những người đến từ Singapore sẽ phải kiểm tra nghiêm ngặt hơn khi họ đến nghỉ ở các đảo Batam và Bintan. Máy quét nhiệt độ được cài đặt tại tất cả các trạm kiểm soát nhập cảnh trên toàn quốc nhằm theo dõi nhiệt độ của du khách, Bộ Y tế nước này cho biết. Trước đó, ngày 7 tháng 1, chính phủ Hồng Kông đã có thông báo bệnh hô hấp truyền nhiễm kiểu mới nghiêm trọng này sẽ được liệt kê vào dạng bệnh phải báo cáo thường xuyên. Cục Thực phẩm và Sức khỏe Hồng Kông còn công bố sửa đổi quy định để liệt kê các trường hợp là bệnh đáng chú ý và các bệnh cụ thể cần phải cách ly. Sửa đổi mới có hiệu lực vào sáng sớm ngày 8 tháng 1. Đài Loan cũng đã thực hiện các biện pháp tương tự, yêu cầu các bệnh viện phải thông báo cho chính phủ nếu họ tiếp nhận bệnh nhân từng đi qua Vũ Hán trong 2 tuần qua và có các triệu chứng về hô hấp như là sốt,